Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là hôm nay là giờ sáng thứ 5, ngày 19 tháng 4 năm 2018. Như lời hứa thì cứ mỗi sáng về thì anh em mình gặp nhau tuần 3 buổi sáng cho dùng anh em cho nó vui, là tại vì thật sự ra đó là một cái thâm tình vậy mà. Coi như gặp gỡ của chúng ta thì trên cuộc đời này nghiễm nhiên có người hoan hỷ, rồi cũng không kém người không thích. Bởi vì mình gặp như nhau như thế này để mình nói nhau nghe về cái chân lý. Mà cái gì mà sự thật đó thì cái người thích không có bao nhiêu đâu. Mà người không thích thì nó nhiều vô số kể. Mà nếu chúng ta bằng lòng, chúng ta chấp nhận, chúng ta hiểu như vậy thì cuộc đời nó nhẹ lắm. Hôm nay mình học cái kỳ thứ 41 về kinh Duy Ma Cật. Kỳ thứ 41. Giờ mình đang đi ngang cái chương thứ tư, lần 4, kỳ 4 của chương thứ tư. Cái bài học kỳ rồi chúng ta học rõ về hai chữ Bồ Đề, mà hôm nay chúng ta lại thêm học cho rõ về hai chữ Đạo Tràng. Bởi vì mình thông thường mình là người đệ tử Phật thì mình nói tôi đi theo đạo tràng. Đạo tràng là gì? Nhiều khi cả đời mình đi chùa, mình đi theo đạo, mà chữ đạo không, mình chưa có quan niệm được rõ ràng, đừng nói chứ cái chữ tràng. Vậy thì mai thai là cái bộ kinh Duy Ma Cật, nó có những cái đoạn giải thích rất rõ. Cho nên cái sai lầm của chúng ta, cái kém may mắn của chúng ta là chúng ta không được nghe, chúng ta không được học, thì chúng ta lại coi như là quan niệm sai lầm. Chứ còn nghe được học đàng hoàng, ngữ nghĩa hiểu rõ ràng thì nó tuyệt vời lắm. Thưa với các vị, thì bây giờ tôi còn trẻ cho nên tôi nói được cái gì tôi cố gắng, tôi vận dụng để tôi nói. Chứ nếu mà ngày nào đó tôi lỡ mà tôi còn sống dai á, còn nếu mà sống chơi vài năm nữa thì vui thì không nói gì, mà lỡ sống dai là tôi không nói nữa đâu. Bị nói nhiều người ta ghét, nói nhiều nói dai, nói dai nhất, nói trầy trụa người ta ghét. Cho nên tôi nghĩ rằng sáng nay tôi dậy tôi có đọc cái bài thơ của một vị thiền sư Như Quyển gì đó viết, mà cái đám học trò nó đăng lên. Đọc tôi thấy đau. Đau là nếu con người thật của thiền sư Như Quyển thì không có viết cái bài đó. Còn sở dĩ viết cái bài này là do cái sự nhồi sọ, nhồi nhét của cái đám mà gọi là xung quanh mình. Ai mà 90 mấy tuổi rồi, già nua rồi, bây giờ nói trầy lên trật xuống rồi,
mà đi viết mấy cái bài thơ, cái nội dung nó không ra gì. Nó giống như là một sự tị hiềm, một sự ganh tị, một sự đáp đổ người khác, một sự làm như mình khiêm tốn, tự ti. Thành ra cái đau xót, cho nên tôi nói ra thì tôi sợ quả báo. Thầy tôi học trò, tôi học trò, nếu tôi nhận thầy tôi thì cái đám lông cơm nó tưởng đâu là mượn quay hùm. Cho nên nếu mà cái hàng tử đệ của mấy ông thầy lớn tuổi mà thương thầy mình thiệt, cũng như những người con thương cha thương mẹ thiệt á, thì cha mẹ mình mà ngoài 70 rồi, ráng cố gắng để cho cha mẹ được cái sự thanh tịnh, được cái sự nhẹ nhàng, thơ thới, thư thái, thanh thản, thảnh thơi. Đằng này cả một cái cuộc đời đào tạo không biết bao nhiêu tăng ni mà cuối cùng giờ bị cái đám học trò không ra gì, bị cái đám tử đệ không ra gì, nó đẩy đi. Tôi nói hồi đó bên Mỹ tôi có một ông hòa thượng cũng mang cũng có tiếng dữ lắm á, nó bỏ lên xe đẩy, nó đẩy đi, nó đẩy đi khắp tiểu bang này tới tiểu bang nọ, hết tỉnh xá này tới tỉnh xá nọ để nó làm tiền. Thật ra tôi nói bây giờ nếu các học trò thương các thầy mình thật thì làm sao cái tuổi thầy mình già để cho thầy mình thảnh thơi. Còn các người con thương cha mẹ thật thì cha mẹ càng già để cho cha mẹ mình nó thoải mái, thôi thôi đừng có đẩy cha mẹ mình mà đi làm tiền, đừng có đẩy thầy mình đi làm tiền, đừng có chọt cho thầy mình cái chuyện phiền não, chuyện hơn thua rồi để viết thơ bậy bạ. Tôi đọc cái bài thơ mà tôi khiếp đảm, rồi lại thêm có cái đám học trò tử đệ viết bậy vô cùng, viết bậy. Tôi nói danh từ này nó hơi nặng nề, giống như mình chê bai chỉ trích người ta. Mà cái đám này tôi gọi là cái đám chim dơi chuột hay là chim chuột, đám dơi chuột bị dơi với con chuột, con mắt nó giống nhau, nó bò nó đi ăn đêm giống nhau. Mà nhìn nó nhiều khi buổi buổi tối nhìn dơi nó không ra dơi mà chuột nó không ra chuột. Bày đặt nó đi viết mấy cuốn bát nhã, ông nội trời Phật ơi, nó đụng đâu nó dê đó, đụng đâu nó dê đó, gặp đàn bà con gái con mắt nó chớp 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 chớp, cái thân thì nó coi như là thấy cái thân là biết hiện lên một đống dâm dục, thực dục, thùy dục, mà nó mượn quay hùm nó đi viết cái lý bát nhã, rồi nó đã phá mấy ông thầy chùa, rồi chưa kể cả mà nó viết những cái bài mà nó mượn thơ mượn văn mượn ý nghĩa của người ta mà nó sửa chữ nữa. Trời Phật, đúng ra là đám chim chuột, cái đám thóc, nó làm cho chướng mắt cái người sàn gạo. Mà tôi không nói thì ai nói, tôi lỡ mang tiếng là bươi móc, là sọt xỉa, là đá vào lái rồi thì lỡ rồi, thì đâu có ai ghép thêm cái chữ đại lỡ bao giờ. Mình là cư sĩ tại gia, tôi xin lỗi các vị trong này, các vị tôi nói có một số quý vị cũng có lỡ có bệnh đó thì cũng đừng có buồn. Mình cư sĩ tại gia, mình phải biết cái vị trí của mình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mình là Phật tử thì phải biết tam quy ngũ giới, đó là cái nền căn bản. Tôi không chê trách là tại gia là dở, bởi vì tại gia như Kinh Di Ma Cật, Kinh Di Ma Cật siêu việt đấy chứ.
Nhưng mà ông Di Ma Cật là ông siêu việt, là ông nói được, ông làm được, ông sống cuộc đời tự tại thung dung được. Ông vào vào tử ra sanh, ông coi như là vào tổ điếm ra ca lâu mà người ta không có bị đắm nhiễm. Còn mình bây giờ mình nói lý bát nhã mà gặp con gái cái mắt mình nó chớp chớp thì bát chỗ nào mà nhã? Ngâm thì có chứ nhã cái gì. Cho nên tôi nói đây là vừa nhắc nhở mà vừa chê bai mà vừa rầy vừa có khuyên nhắc. Mà cái đám này sao nó vừa nó hiện nhiều lắm nha. Cái đám này chỗ nào chùa nào cũng có. Ở đâu cũng có cái đám này. Ở đâu cũng có cái đám dơi chuột này nó hiện hình. Cho nên nó là một phần để tiếp tay để phá hoại chánh pháp, chứ không phải là tiếp tay ủng hộ chánh pháp. Nó là phá hoại chánh pháp. Nó không ra gì, bản thân không ra gì. Vũ khí mấy con người mà nó lửng lửng lừng lừng, nó ăn welfare, nó ăn thuốc tem, nó ham làm từ thiện, rồi nó lửng lửng nó rồi gom số tiền về Việt Nam mà đi làm từ thiện, rồi chụp hình lấy le lấy tiếng qua bên đây rồi làm như là thượng sư về, rồi nói lý bát nhã. Lý bát nhã mà không hiểu bát nhã là gì, cái bài của người ta mà viết bậy viết bạ. Cái bài tôi nhớ cái câu rất là rõ ràng: thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật xuất thế. Thân khẩu ý bất tịnh, thị danh Phật nhập diệt. Mà dám dám sửa cái văn của người ta, nó là thân khẩu ý thanh tịnh, thị danh Phật nhập diệt. Tôi có lời khuyên là nên viết cho đúng. Rồi anh ta lấy cái lý luận tầm ruồng của anh ta lấy luận, mà lý luận tôi nó nhầy, nó giống như cái bãi phân gà sáp vậy. Lý luận tầm bậy. Học chứ không như Quyển Thiền Sư là cái gì đúng của không đúng, viết bậy là viết đúng là viết bậy, không phải. Cái đó của ông Như Quyển nói được. Người nào nói người đó nó đang thâm nhập cái hoàn cảnh đó, đang tâm đắc, đang liễu đạt cái hoàn cảnh đó. Mình viết bậy mà mình nói mình viết đúng sao được, mà cái câu của người ta chứ không phải câu của mình, mà mình dám sửa vậy đó thì đó là cái loại phá diệt Phật pháp, chứ là cái loại gì. Cho nên bữa nay tôi nói đầu tiên gì là để tôi cảnh báo để toàn thể chư huynh đệ chư quyến thuộc gần xa là hiện bây giờ nó đang nảy sinh cái phong trào. Thì chùa dơ chuột cũng có, mà cư sĩ thóc, cư sĩ dơ chuột rất là nhiều, tràn ngập chùa này chùa kia chùa nọ, chùa nào cũng có cái đám đó, nó hiện hình, hiện lông lá, hiện nanh vuốt để phá diệt Phật pháp. Đó là cái họa để rồi cho cái đạo Phật nó xuống dốc là bởi những cái thành phần này. Cho nên các vị phải cẩn thận, cẩn trọng, đề cao cảnh giác cái đám chim chuột, cái đám dơi chuột này, cái đám mà gặp đâu cũng nói lý bát nhã. Một thời gian dài thì Sơ Thanh Từ đã nổi danh nổi tiếng, thì tôi nhớ có con bà tên là bà Năm Bát Nhã. Thiên địa ơi, bà cũng đi làm từ thiện, bà vận động được bên này tới nỗi bà ra ngoài chợ bà ngồi mà bà vận động, bà xin, bà lại lục người ta, bà xin tiền rồi bà đi về Trà Vinh á. Tôi nói cái đám của người ta bao nhiêu huề thượng thượng tọa vậy đó, mà bà đem cái cuốn Bát Nhã của Thiền Sư Thanh Từ bà đọc vang 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 vang, mà giảng vang 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 vang. Cái có hòa thượng, tôi nói xin lỗi, tôi có hòa thượng Thượng Lưu Hạ Đoan, hòa thượng rất là tinh nghiêm giới luật, là coi như là học cao, là hòa thượng là dạy tôi đó.
Hòa thượng nói con mẹ nào mà nó nói bát nhã nhôi trời, nó bắt lo nó nói nhôi trời mà hồi đó ở quê mà dùng cái lo bạc lưa, cái ô bạc lưa đó quý vị biết nó vang cả 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 địa phương, cả làng cả xóm. Tắt đi để cho mấy thầy chuẩn bị ta làm lễ. Tắt cái bà xuống hỏi ai báo tắt, ai báo tắt. Nói hòa thượng Lưu Đoan báo tắt. Cái bà nói cái thằng cha hòa thượng nó tên là Lựu Đạn. Bà dám đặt là cái tên hòa thượng Lựu Đạn, Lưu Đoan mà đặt Lựu Đạn. Thì bây giờ bà chết rồi, gọi là bà Năm Bát Nhã. Cho nên á, mấy cái đám này nó dùng cái danh từ đặc biệt lắm, nào là minh tệ minh tuệ, nhưng mà rồi nó làm riết rồi thành ra nó bỏ cái chữ 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 u chính giữa nên thành nó tệ. Giống như con thầy tệ hại cái người ta sửa lại là tệ hại. Cho nên tôi nói có nhiều cái nó nảy sinh ra nội mà cái bên ngoài nó không hiểu, nó công kích là mình đã mắc mệt rồi, mà nội bộ bên trong gặp cái đám gọi là dơi chuột này nó làm cho mệt thêm. Thôi nói chơi một chút vậy nó cũng mất thời giờ quý vị hết 10 13 phút rồi đó nha. Cho nên tôi xin nhắc câu câu cuối cùng là tất cả chúng ta hãy cẩn trọng cái đám thóc cư sĩ. Chim không ra chim, dơi không ra dơi, chuột không ra chuột. Hôm nay mình học hai chữ đạo tràng. Không phải học riêng hai chữ đạo tràng, nhưng mà cái kinh Viên Ma Cật đang đi ngang cái chỗ nói về đạo tràng. Thông thường chúng ta có ba cách nghĩ là chúng ta nghe danh từ đạo tràng á, là chúng ta nghĩ rằng cái nơi thành đạo của Đức Phật gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Nói cho đủ là Bodhi-minda. Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ Đức Phật ngồi đã thành đạo. Cho nên bây giờ Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới, tín đồ nhà Phật ào ạt đi qua Ấn Độ để đi thăm viếng vãn cảnh lại lục cái chỗ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi thứ hai là chúng ta quan niệm là đạo tràng là cái nơi quy tụ của cái số đông đại chúng, hội chúng gọi là đạo tràng. Thứ ba là mình quan niệm là cái nơi nào mà để lập ra cái đạo tràng để mà niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, cầu an, cầu siêu, bạc độ, chỉnh tế thì mình gọi đó là đạo tràng. Thường thường là thông thường là chúng ta có ba cái quan niệm như vậy. Nhưng mà bữa nay mình đi vào sâu vào cái ý nghĩa chân thật của đạo tràng là gì. Bây giờ tôi xin định nghĩa lại cái chữ đạo sách vở. Theo như Hòa Thượng Thiện Hoa đó, nó là chữ đạo nó có ba nghĩa. Chữ đạo là con đường, chữ đạo là bổn phận, chữ đạo là chân lý hay là lý tánh. Đạo là con đường, là cái con đường của mình đang đi trên cái con đường làm người tròn nhân cách, đi trên con đường của cái đời sống của con người. Còn bổn phận là cái trách nhiệm con người này là phải có cương thường, gọi là tam can ngũ thường, tam tùng tứ đức, tam quy ngũ giới, có nhân nghĩa lễ trí tín, có tri ân báo ân, có trung có hiếu. Bởi vì trai trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Đó là cái bổn phận. Rồi cái thứ ba là lý tánh, là đến với đạo là trở về cái lý tánh tuyệt đối, hay là cái bản bản nhiên thanh tịnh, sống cuộc đời cho nó giải thoát giác ngộ,
Thì đó là ba nghĩa của chữ đạo. Còn chữ tràng đọc trẹo trẹo của là cái chữ trường, là cái nơi học tập, cái nơi khảo cứu, cái nơi nghiên cứu, cái nơi tham vấn, cái khác hơn là cái nơi để mà bồi bổ hiểu biết về ý thức, thì gọi là trường học, trường trường học, trường lớp. Như vậy là cái chữ đạo tràng là hiểu vậy đó, hiểu sơ sơ là vậy đó. Bây giờ bắt đầu mình đi sâu vào đây. Đức Phật gọi Quan Nghiêm đồng tử bảo: Này Quan Nghiêm, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Quan Nghiêm mới thưa bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông trưởng giả Duy Ma Cật đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trước đây vào một hôm nọ, con từ thành thành Tỳ Xá Ly đi ra, ngài Di Ma Cật thì từ ngoài thành đi vào, con rất là lễ phép chào và hỏi: Thưa cư sĩ, ngài từ đâu đến đây? Ông Di Ma Cật đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Nghe chưa? Đó, mình học từ đoạn đi. Bây giờ nói về Quan Nghiêm đồng tử thì theo như bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng á, quan niệm rằng cái chữ đồng tử không phải là một đứa bé. Vì đứa bé thì khoảng 14, 15 cho tới chưa đầy tuổi 20, thì làm sao mà Phật có thể sai bảo đi thăm ông Di Ma Cật được. Cho nên vì lẽ đó mà Hòa Thượng Huệ Hưng dịch rằng đồng tử không hẳn là con nít, mà là người chưa có thành gia thất, dầu tuổi 80 cũng có thể gọi là đồng tử. Đó thì đó là nguyên cái lời của dịch giải của Hòa Thượng Huệ Hưng. Nhưng bây giờ bữa nay tôi xin phép các vị là tôi trích để trôi rồi 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 tôi trích của ai thì tôi nói của người đó à nha. Nhưng mà theo lời của Thiền Sư Nhất Hạnh thì nói rằng tôi không quan niệm, không đồng ý với quan niệm đó. Vì tôi nghĩ rằng đồng tử này là một chú bé. Vì trong đạo Phật Đại Thừa các đồng nam đồng nữ giỏi lắm, đó là lời của Thiền Sư Nhất Hạnh nha. Little Girl và Little Boys đều là những Bồ Tát hết. Vì vậy nếu bỏ quan niệm những người này là nhóm trẻ thì mình hy sinh rất nhiều về sự giàu có của Đại Thừa. Trong tư tưởng kinh Đại Thừa thì đàn bà rất giỏi, con nít rất giỏi, người cư sĩ cũng rất giỏi. Nếu mình nói những người đó không thật là đàn bà, không thật là con nít, không thật là cư sĩ thì mình đánh mất cái hay của Đại Thừa. Vì vậy chúng ta nghĩ rằng đồng tử Quan Nghiêm là một chú bé trai còn nhỏ, cho nên tiếng Phạn gọi là Pashavinha. Đó là lời của Thiền Sư Nhất Hạnh. Như vậy thì tôi cũng có thể tóm ý là đồng tử đây là một cậu bé còn nhỏ. Chứ không không thể nói rằng cái người nào chưa thành gia thất dầu tuổi 80 cũng là đồng tử. Đồng tử bởi vì với tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là cái chủng tịnh, chủng tánh, dầu cái hình tướng người ta còn nhỏ nhưng mà chủng tánh người ta đã nhiều đời, người ta rất rất là thông thạo, rất là thông minh. Mà thông minh cái chỗ đây là thông minh đỉnh đạt, chứ không phải thông minh theo kiểu điêu ngoa. Bây giờ có mấy đứa nhỏ mà nó mới 6 7 tuổi mà nó lên nó giảng 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 cho cả cả ngàn cả trăm người đầu bạc ngồi nghe đó, ngoa, nghe kỹ coi. Sở dĩ mà xúc bọt cái nó show up với nó là đưa bài cho nó học thuộc, nó nói chứ hỏi kỹ là nó không biết khỉ gì á. Nó nói nó copy nguyên văn của cha ông nó nói lại chứ hỏi nó không biết. Nhưng mà tại vì cái đám đó nó bị gì, nó ở trong rừng á mà nói vậy nó đụng chạm nữa, nó ra nó ngồi nó chổng mông nó nghe, chổng mỏ nó nghe nghe rồi nói đây là mới 7 tuổi 8 tuổi mà thần đồng.
nó cái giọng người lớn mà hỏi lại nó không biết gì hết trơn á, bốc nó lên nó đứng nó nói đã rồi cái rồi bồng nó xuống rồi hỏi nó không biết gì bồng xuống rồi nó vẫn chạy đi bắn cu ly, nó vẫn chạy đi quýnh lộn với bạn bè vậy thôi. Thậm chí mà có tập nó quá thì biểu nó con à con phải giữ khoảng cách nha con ra con gặp với người bạn con đừng có bắn cu ly nha, con đừng có đá dầm nghe, nó gió nói thôi chứ thật sự thì nó cũng nghe lời ông bà nó thôi chứ còn hỏi lại nó không biết gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ là có những cái đứa con nít như vậy đó. Còn cái chuyện mà đồng tử đó là sở dĩ là dùng cái danh từ đó là cái người này nó thông minh, nó có cái chủng tử nó giỏi hiểu biết. Nhưng mà không phải 7-8 tuổi đâu. Ít nhất cũng gần cái tuổi dậy thì trở lên mới gọi là mới phát hiện nó ra là đồng tử. Còn hồi nhỏ thì cũng có thể nó thông minh một vài điểm nào đó. Chứ còn tôi hỏi các vị, chính trong khế kinh còn nói đó là Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, thinh văn còn muội lúc hoài thai mà rút ra thai mà mới 7-8 tuổi mà biết cái gì mà gọi là thần đồng. Cho nên nói gọi là nói láo mà nói láo vô tiền phán hậu, nói láo mà vô căn cứ. Mà tôi không đồng ý cái chỗ đó. Còn cái đồng tử là phải cái người bắt đầu tuổi dậy thì có biết lắm thì cũng phải từ 14, 15 trở lên cho tới 20. Có nghĩa là từ cái tuổi mà dậy thì cho tới tuổi thành niên, thành thành có thể thành gia nghiệp được thì gọi là đồng tử. Một buổi sáng hôm ấy thì còn rất sớm mà đồng tử Quan Nghiêm thì ôm bát đi khất thực từ nội thành từ Gia Lê Xá Ly đi ra gặp ông Diêm Mạc Cật từ ngoài thành đi vào. Cho nên lịch sử theo cái cuộc thăm hỏi đầu tiên là ngài Diêm Mạc Cật từ đâu, đi từ đâu và đến từ đâu. À, khi nghe ông Diêm Mạc Cật đáp lời là từ đạo tràng đến, thế thì chính lúc ấy ngài Quan Nghiêm không khác chúng ta ngày nay. Thì là trong cái nhận thức là của Quan Nghiêm đồng tử là chưa vượt ra ba ý nghĩa như đã nói trên. Nếu nói rằng từ đạo tràng tới thì ông lấy cái thước đo thời gian đó thì cái nơi đạo tràng Đức Phật đang ngự tọa thì từ nơi đó tới nơi này thì không thể đi quá sớm như vậy. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật thì trong cái vẻ ung dung tự tại đi vào nội thành Tỳ Xá Ly khiến cho Quan Nghiêm đồng tử rất ngạc nhiên khi nghe Di Ma Cật trả lời tôi từ đạo tràng tới. Bây giờ nói tiếp, lúc bây giờ con mới hỏi ngài Di Ma Cật rằng ngài nói đạo tràng vậy xin hỏi ngài đạo tràng nào ở đâu? Ông Di Ma Cật đáp: trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, phát hạnh là đạo tràng, bố thí là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng, từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, đoạn là đạo tràng, thành thông là đạo tràng, giải thoát là đạo tràng, phương tiện là đạo tràng, tứ nhiếp pháp là đạo tràng, đa văn là đạo tràng, phục tâm là đạo tràng, 37 trợ đạo phẩm là đạo tràng, tứ đế là đạo tràng, thập nhị nhân duyên là đạo tràng, các phiền não là đạo tràng, chúng sanh là đạo tràng, sư tử hống là đạo tràng, thập lực là đạo tràng, tứ vô sở úy là đạo tràng, thập bát bất cộng pháp là đạo tràng, tam minh là đạo tràng, nhất niệm tri nhất thiết pháp là đạo tràng, vân vân. Có nghĩa là ông tuôn một hơi để ông muốn 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 nhấn mạnh, muốn đề cao, muốn tỏ rõ cái từ hai chữ đạo tràng này. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi từng từng chữ, tạm thời đi từng chữ để chúng ta nghe cái rõ cái chữ đạo tràng. Mà bây giờ một số người gọi là chen chúc nhau để lấy hai chữ đạo tràng nhưng mà không không có rõ nghĩa đạo tràng. Thí dụ như cái tên chùa, chứ tôi đang ở là chùa Vạn Hạnh. Thì tên chùa là cái tên từ đẹp đó chứ.
Nó đâu có cái chuyện gì mà xấu xa, mà đê tiện, mà đáng chê trách đâu. Vậy mà thí dụ như tôi lại ngu si, tôi sửa là đạo tràng vạn hạnh, để mình cho nó có oai hùng. Tôi cũng từng sửa rồi. Mình sửa mà mình sửa đúng á thì nó còn có giá trị. Thí dụ như hồi xưa tôi ở Việt Nam, tôi ở Linh Sơn Cổ Tự, thì bây giờ nó ngặt đó là mình dùng cái danh từ, cái chữ Hán. Bởi vì cái chùa xưa, cái chùa có mấy trăm năm, từ khi khai sơn tạo tự mấy trăm năm thì mới gọi là chùa xưa như vậy, thì gọi là cổ tự. Thì bây giờ nếu mình không sửa như vậy đó thì người ta gọi là chùa Linh Sơn Cổ Tự thì nó lại dư đi, dư cái tiếng chùa với tiếng tự cũng là chùa. Thành ra tôi mới nói thôi bây giờ mình sửa lại cái tiếng đạo tràng Linh Sơn Cổ Tự. Bởi vì theo lẽ là dùng cái danh từ Tổ Đình Linh Sơn Cổ Tự cũng được. Mà thì Tổ Đình thì nó có mấy cái chùa ở trong huyện tôi thì đã có chữ Tổ Đình rồi. Cho nên bây giờ mình dùng Tổ Đình nữa thì giống như mình sánh ngang hàng, mình không có nhường bước mấy cái chùa lớn kia vậy. Cho nên là tôi sửa là đạo tràng Linh Sơn Cổ Tự là vì tôi muốn trân trọng giữ cái danh từ cổ tự, đã biết đây là một ngôi chùa xưa, có chùa có lâu năm lâu đời. Thì nếu mà mình không sửa đó thì người ta gọi là chùa Linh Sơn Cổ Tự thì nó trùng lặp, cho nên tôi mới sửa được. Còn bây giờ ra cái nơi thì mình ra cái nơi gọi là đạo tràng mà mình không có biết đạo tràng là gì, mình cứ nghĩ rằng đạo tràng là cái nơi để tập hợp quần chúng đông đảo để tới đó rồi đàn ca địch sướng hát nam hát khách để cầu an cầu siêu dân sao giải hạn, để tới đó để mà làm cho cái đại nhạc hội, để làm gây quỷ gây ma, gọi đạo tràng, đạo tràng gây quỷ gây ma, đạo tràng đại nhạc hội đồ. Không phải, đó không phải đạo tràng. Vì vậy mà ông Diêm Ma Cột nói rất rõ, trực tâm là đạo tràng. Quý vị đã học cái danh từ này rồi, cái những cái bài đầu kinh đã có học cái chữ trực tâm rồi. Trực tâm là đạo tràng, là cái tâm hạnh thành thật, thẳng thắn, không hư dối quanh co, hay nói khác hơn là cái tâm chánh trực ngay thẳng. Nhưng mà nói đây thì nói theo cái kiểu tục đế à. Tục đế là người tu là phải cái tâm chánh trực, cái tâm thành thật, cái tâm tâm ngay thẳng, không có quanh co, không có cong quẹo, không có lập hạnh, mà phải là mật hạnh. Tu phải tu bên trong chứ không có tu bên ngoài. Nó nói tu trong chứ khá tu ngoài, mà tu tâm thì Phật chuộng, hay là tu trong thì Phật chuộng, mà tu ngoài thì Phật xa. Vì vậy mà tiền nhân mình nói hay lắm, chữ Việt mà hai người có tu là phải có hành, người có tu là phải có tập, rồi người có đạo là phải có đức, hay vậy đó. Tới người có đạo mà không có đức thì coi như là coi như là khổ lỗ lã, là thất bại. Đạo nó phải đi liền với đức, tu là phải tu trong, tu tâm chứ không phải tu miệng, tu ngoài. Cho nên đó là tục đế. Tục đế là nói là cái tâm thành thật, tâm ngay thẳng, nghĩ sao nói vậy, nói đúng, nói không có quanh co. Đó là nói về tục đế. Còn nói về chân đế đó là chữ trực tâm đó, nó khác chút xíu nữa, nó thăng hoa hơn, nó phát triển hơn. Ví dụ như về chân đế đó thì cái tôi lấy cái gì tôi thí dụ đây, là mình đừng có nhìn vạn pháp qua cái kiểu biến kế, gọi là biến kế sở chấp của mình. Nó tuyệt vời lắm. Cho nên trực tâm là đạo tràng rồi.
Cái vấn đề thứ hai gọi là phát hạnh là đạo tràng. Phát hạnh là đạo tràng có nghĩa là mình siêng năng tinh tấn làm tất cả việc, hay nói khác hơn là làm xong tất cả các việc tốt lành của mình muốn làm thì gọi là phát hạnh. Phát hạnh là đạo tràng này, là như vậy đó. Phải siêng năng tinh tấn làm tất cả các việc. Cho nên nếu nói đạo tràng thì mình tới đó là mình phải siêng năng tinh tấn, mình phải quyết chí để dứt trừ mọi cái việc thị phi nhân ngã, mình bỏ các cái việc ác mà làm tất cả việc lành, dù là việc đó nhỏ hay lớn, việc đó có hiển ở bên ngoài hay không có hiển bên ngoài, thì mình gọi là phát hạnh. Chứ không phải mình tới chùa, tới chiền rồi để mình ăn trên ngồi trước, mình ngồi mình coi như là mình nghĩ là mình là cái người có tiền, có của, có thế này thế kia, rồi mình chờ đợi người ta bưng cơm, người ta lo lắng cho mình thì mình mới gọi là phát hạnh. Không có, không phải mình bỏ 5-3 đồng tiền ra để mình đòi cái danh, mình ghi tên ở trong cái chùa, mình ghi tên, mình khắc tên để hồi hướng công đức. Không có, cho nên gọi là phát hạnh. Cái thứ ba là thâm tâm là đạo tràng. Vì thâm tâm có thể thực hiện vô vàn công đức. Nếu mình là cái người tu rồi đó thì không phải mình tới chùa hay tới cái chỗ nào đó mình cầm microphone, mình cầm micro, mình nói gian gian. Không phải là mình nói cái lý bát nhã, mình nói cái kiểu hiểu biết, định kiến của mình. Trời ơi, bây giờ tôi nói có cái đám gọi là dơi chuột đó. Coi như là nó nói trên trời dưới đất. Mà thật sự, thật chất của nó không có công gì, nó không có bồi đức gì hết trơn. Tới chùa để mà tự đánh bóng cái tên tuổi của mình, hoặc là đi tới bá tánh bổn đạo, hoặc là tới cái chỗ nào đó để mà đánh bóng tên tuổi của mình, thì nó không phải là thâm tâm. Cái người càng có cái chất tu, có chất đạo đức lâu năm chừng nào là người đó càng ẩn mình. Càng ẩn mình. Biết mình là ai, biết cái chỗ mình ngồi là chỗ nào, biết mình nói lúc nào, mình nên nói lúc nào, mình không nên nói, mình nói cái gì, mình nói với ai, thì mới gọi là thâm tâm. Cái tâm này nó đã sâu lắng, nó đã đầy đủ cái phước đức, cái ý thức để tiến lên cái trí tuệ hiểu biết. Bồ đề tâm là đạo tràng, là vì bồ đề tâm không có những sự sai lầm, hay nói cách khác là vận dụng trí tuệ trong cái sự thấy nghe ngửi nếm xúc biết để tránh mọi sự si mê lầm lạc, mới gọi là bồ đề tâm. Tâm bồ đề, tâm bồ đề là cái sự tỉnh thức, hay là nói cái tánh giác. Bố thí là đạo tràng, vì làm lợi ích chúng sanh mà không mong cầu phước báo, hay nói cách khác là tài thí, pháp thí, thí cả vô quý cho chúng sanh mà không hy vọng đáp đền ân nghĩa. Đi bố thí mà cho người ta tiền của giống như là trả nợ quỷ thần, xem thường người ta thì chưa phải là bố thí. Bố thí mà đem tiền của đi cho mà thấy người ta là người nghèo khổ, người bần tiện, mình là người có điều kiện, có uy tín để thu góp của người khác đem lại cho, nói gian ra ngoài chỉ đạo người ta, không phải là bố thí. Mà cái người bố thí là cái người nó phải có cái chất từ bi ở trong đó. Mình phải cảm ơn cái người mình giúp đỡ, chứ đừng có để người giúp đỡ cao được giúp đỡ cảm ơn mình. Nội tôi nói nội bao nhiêu đó thôi, thì biết là cái người đó nó có học đạo, nó có hành đạo, nó có hiểu đạo hay không là biết liền. Bố thí để người ta kêu mình là Bồ Tát, thì Bồ Tát này là Bồ Tát Dõm, Bồ Tát Đọa,
chứ không phải Bồ Tát đỏ đâu. Mình phải cảm ơn cuộc đời nó có những người, người ta còn nghiệp chướng, người ta còn sai lầm quá khứ để người ta dẫn tới cái hiện tại, người ta nghèo khổ, người ta đói khát, người ta bằng kè tì kém, mình đến mình giúp cho người ta như vậy thì mình cảm ơn người ta chứ. Mình thấy mình may mắn hơn người ta cho nên mình phải cảm ơn ngược lại người ta, chứ đừng có kiểu mà bắt người ta cảm ơn mình. Thì như vậy sai với lương tâm lương tri, sai với lời dạy của Đức Phật. Cho nên bố thí là làm việc lợi ích cho chúng sanh mà mong không mong cầu phước báo. Đó là nói về thí thí tài, còn thí pháp cũng vậy. Mình nói pháp để cho người ta nghe, người ta có an lạc, người ta có vui vẻ, người ta có hạnh phúc, người ta có giải thoát, người ta có giác ngộ. Gọi là giác thần thôi, chứ còn mình thì chưa phải là Như Lai Thế Tôn đâu mà nói để cho người ta chứng thánh quả liền được. Mà người ta được giác thần, nghĩa là người ta cảnh thức, cảnh tỉnh được phần nào mừng phần đó. Như vậy mình thuyết pháp đó rồi không, đừng có bắt người ta phải phải nhớ ơn mình. Bởi vì cái trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ, người Phật đệ tử Phật môn là phải đi bố thí pháp. Mà bố thí pháp nó có nhiều cách bố thí, không phải nói thao thao như vậy là bố thí pháp không đâu. Mà bất cứ thân thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Mà khẩu giáo thì phải ý giáo, thân giáo nó đi liền. Chứ đạo Phật không có phải là cái chỗ học thuộc lòng để mà lên hát. Dạy người ta từ bi thì mình ít nhất cũng phải có đang thực tập cái hạnh từ bi. Mình dạy người ta giải thoát thì mình cũng đang trên bước đường làm việc giải thoát. Dạy người ta buông tiền của, buông nhà cửa, buông con cháu. Mà mình đó thì coi như gom tiền của để xây lâu đài, xây chùa cho to, Phật cho lớn. Để rồi tạo ruộng cất nhà. Thì vậy là mình dạy ai? Như vậy là mình đi ngược lại với lời mình dạy, thì như vậy đâu phải là bố thí pháp. Dạy cho Phật tử là nó nghèo mà mình thì giàu, thì như vậy là mình là ma thuyết chứ không phải Phật thuyết. Rồi vô úy thí, vân vân, đó là ba cách bố thí. Nhưng mà bố thí nó gọn lại có nghĩa là bỏ, là cho, là cung cấp, là cúng dường, ban bố ra, rộng rãi ra, ban bố từ cái tinh thần tới vật chất mà đi liền với có lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì cái đó gọi là bố thí ba la mật, bố thí đáo bỉ ngạn, bố thí gọi là đến bờ bờ kia là cái bờ thân tâm an lạc, thì gọi là bố thí là đạo tràng. Trì giới là đạo tràng, là giữ giới thanh tịnh đúng như chí nguyện mong ước lúc phát khởi sơ tâm. Vậy mà chư Tiền Bối lịch đại tổ sư có nói, nếu mà ai cũng giữ được cái tâm mình giống như cái lúc sơ sơ phát tâm thì thành Phật hữu dư. Ngoài đời cũng như tu sĩ, mà cái lần đầu tiên mà mình đến với đạo mà mình khép nép, mình cung kính, mình thiết tha, mình cầu đạo mà mình giữ được cái tâm mình nó bền chắc như vậy đó, thì coi như là mình thành Phật có thừa. Còn ngược lại á, mình mới đến với đạo thì mình tha thiết, mình chí thành, mình siêng năng, mình tinh tấn lắm. Nhưng mà nhất năm Phật tại tiền, nhị năm Phật lộ thiên, tam năm Phật thăng thiên đó, thì ngày nay cái hạng đó nó nhiều lắm. Hồi chưa cạo đầu mà áo đi tu quá thì là cư sĩ thấy dễ thương. Rồi khi mà mới vừa cạo đầu khép nép cung kính thấy dễ thương, mà tới lên làm thầy tỳ kheo, làm ông thầy được người ta kêu là thầy rồi đó, thì cống cao ngã mạn, xưng thầy với thiên hạ, gọi thiên hạ người cha đáng tuổi cha tuổi mẹ mà dám gọi người ta là con, thì như vậy đó thì cái người đó chưa phải là cái người trì giới là đạo tràng. Mình có xứng đáng làm thầy của thiên hạ không? Mà bây giờ tôi nghe mấy cái đám lóc cóc lơm cơm đó, mà trời ơi, nó từng giật quật người ta, nó từng đá cá lăn dưa, nó từng đầu trộm đuôi cướp,
Rồi bây giờ nó đi vô nó cạo đầu mới có 1-2 năm rồi bây giờ nó lên làm thầy rồi nó kêu người ta bằng con nó xưng thầy nghe ngọt xớt vậy đó. Trời Phật ơi. Bất 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 nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất tín. Mấy mươi năm trong đời tôi đây mà thì có tôi xưng thầy với ai? Khi nào tôi xưng thầy là khi đó đó là tôi đang giáo hóa một cách nó chân thành. Đáng cái hàng đó là nó đáng con cháu mình tôi mới có xưng thầy. Chứ tôi nói thật là không có Phật tử nào mà đến với tôi mà Phật tử lớn tuổi hơn tôi mà tôi xưng thầy. Tôi nói thật như vậy. Dầu tôi dư khả năng người ta cung kính ta gọi mình bằng thầy. Mà mình không thấy mình thấy mình lúc nào cũng học trò đối với Phật, học trò đối với cuộc đời. Cho nên trì giới là đạo tràng, là giữ giới thanh tịnh đúng như chí nguyện mong ước lúc phát khởi sơ tâm. Nhẫn nhục là đạo tràng, là tâm được điều thuận, nhu nhuyễn đối với tất cả chúng sanh không còn bị chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, là không lúc nào giải đãi trong cái việc học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Thiền định là đạo tràng, là cái tâm nhu hòa, an ổn, không dông duỗi ở trong lục dục thất tình. Trí tuệ là đạo tràng, là thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã và bất tịnh của các pháp đúng như thật. Từ là đạo tràng, là đối với tất cả chúng sanh đều thương như con một. Bi là đạo tràng, là vận dụng mọi phương tiện để cứu khổ chúng sanh. Hỷ là đạo tràng, là lúc nào cũng vui mừng khi thấy người khác được vui. Xả là đạo tràng, là đoạn hết ý niệm ghét thương trong trong lòng, trong cuộc sống. Thần thông là đạo tràng, là đầy đủ lục thông. Chứ thần thông là bất tư nghì danh thần mà vô ngại tự tại danh thần. Giải thoát là đạo tràng, là luôn luôn vận dụng cái pháp bội xả và sống trong pháp bội xả. Phương tiện là đạo tràng, là giáo hóa chúng sanh bằng những hình thức tùy căn cơ đối tượng. Tứ nhiếp pháp là đạo tràng, là thuyết pháp độ chúng sanh bằng nhiều cách tùy cơ duyên mà hóa độ. Đa văn là đạo tràng, là nghe chánh pháp rồi thực hành chánh pháp thì gọi là đa văn đạo tràng. Phục tâm là đạo tràng, là vận dụng chánh quán mà quán các pháp. 37 trợ đạo phẩm là đạo tràng, là rời bỏ tất cả pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, là thấy đúng như thật, biết như thật, nói đúng như thật các pháp trên thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, là biết rõ từ vô minh cho đến lão tử đều không có cái hết. Đó, ý tôi lướt qua lẹ vậy bị nó rồi từ từ mấy danh từ này nếu mình có cơ hội gặp lại. Thì từ cái câu trực tâm là đạo tràng cái tới duyên khởi là đạo tràng này đó là phương pháp tu hành gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Và chúng ta có thể hiểu được tất cả những điều này tại vì đó là phương pháp nó rất quan trọng của tiểu thừa cũng như đại thừa, coi như đi đi chung một con đường đó. Nhưng bắt đầu cái từ này nè là chúng ta thấy nó sâu sắc hơn. Mà tiểu thừa thì có thể cán đáng không nổi, mà đại thừa thì nhờ cái sức định lực của tư duy, của quán chiếu, gọi là trải nghiệm bản thân. Cái câu là phiền não thị đạo tràng. Phiền não tức là đạo tràng. Điều này có nghĩa là chúng ta thực tập ngay trong cái thế gian có phiền não, không chạy trốn phiền não. Chính nhờ phiền não trong tâm và chung quanh cho nên mới thực tập chánh niệm chuyển hóa chúng được. Bây giờ tới chỗ này thì tôi mượn hai lời của hai vị thiền sư ra để tôi minh chứng cho các vị biết tại sao phiền não thị đạo tràng. Mà xưa nay ai cũng sợ phiền não, ai cũng chạy trốn phiền não bởi vì nó làm cho mình nhiễm ô mà. Nó làm cho mình ngu si vô minh mà tại sao mà bây giờ trong kinh Đại Thừa đó là phiền não thị đạo tràng. Hay nói khác hơn là phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn là sao? Vì vậy mà
cái đám gọi là tư tưởng tiểu căn là nó không chấp nhận được, nó nghe đâu có nổi đâu mà nó chấp nhận. Cứ cho là cuộc đời con người này là khổ, là phiền não, cho nên chạy chối, chạy trốn. Tôi xin hoan hỷ các vị, tôi xin nói là khi tôi giảng bài các vị hoan hỷ có hỏi thì vấn đề mình hỏi riêng, chứ mình hỏi theo cái kiểu mình nghe rồi mình đi trước cái người nói thì mình không nên. Giống như có Hoàng Điên thượng sư, Úy Quyền Đăng thượng sư gì đó, mình hỏi là mình hỏi cái lý khi nào, mình đừng có gọi là mình gọi là chặn họng người ta thì mình không còn quyền đăng nữa mà mình gọi là hoàng điên à. Mình hỏi mình tự xưng mình là thượng sư, là mình tự biết mình giỏi thì mình phải hỏi lúc nào, còn đừng có làm chướng mắt cái người thấy, chướng tai cái người nghe. Mình hỏi mà để mình tỏ vẻ cái sự hiểu biết của mình thì mình không nên, cái đó là coi chừng cũng là dơi chuột chiêm chuột. Tôi nói thẳng vậy, có buồn thì buồn, hỏi để học, hỏi để biết, để tu hành, đừng hỏi bằng cái định kiến cái thấy của mình là mình đem ra muốn mình cho người ta biết mình là quyền đăng thì không khéo nó trở thành hoàng điên. Bởi vì mình đời mà người ta nói mình trời đánh tránh bữa ăn, mình không có chặn họng người ta đang nói được. Tôi thì cái gì tôi nói ngay vậy á, ai giận giận, cái giận tự lỗ lã tự thiệt thòi. Tôi thì tôi nói theo kiểu của chánh pháp vậy, là tôi không có sợ mất lòng ai hết á. Ai có duyên thì vào nghe, vào học. Mà nếu mà tôi nói vậy mà lỡ mà không có vậy đó thì cũng đừng có buồn. Bởi vì nếu mình có cái tâm đó thì mình sửa, còn có tâm đó cũng không có gì buồn hết trơn á. Bởi vì cuộc đời mình hiểu vậy là cái mình nó có cái sự có gần gũi, gặp gỡ để học hành. Bởi vì thưa với các vị là nói với cái này ra nó khó lắm, chứ không phải là nó dễ một ngày một giờ mà nói được đâu. Như tối ngày hôm qua tôi nói chân thành với các vị là tôi thức tới 2 giờ sáng. Mới nằm chợp mắt một chút là 5 giờ rưỡi là phải thức dậy để mà châm bình trà, uống miếng nước chanh rồi để lấy giọng mà nói cho các vị đây. Chứ đâu phải là tu hành muốn lên nói gì nói đâu các vị. Tôi tưởng đâu lên nói gì nói để cho Phật tử vỗ tay bóp 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 bóp. Để cho Phật tử nó nói hay quá về hỏi biết gì không, không biết gì hết. Nói theo cái kiểu mà ăn bánh vẽ. Tôi thấy các Phật tử mấy bên này đăng cái gì mà tà đạo gì đó, tà đạo gì ở đâu đó, ở cao nguyên gì đó. Để người ta gọi là tà đạo dụ cho theo cái Đức Chúa Trời gì đó. Tôi nói mình cái đạo của người ta mà có chuyện gì thì mình làm rần rần à. Còn đạo của mình dụ để mà giảng sanh Tây Phương thì cũng đâu có khác gì ăn bánh vẽ để mà Đức Chúa Trời đâu, mà mình đi cười người ta, mình đi kéo Phật tử, mà đi kéo cái gì mà của đạo người ta mình làm rần rần không nên. Tôi giảng là chứ tôi không đụng tới đạo khác. Bởi vì đạo đạo Thiên Chúa họ đã chấp nhận, họ nói là nhân danh Thiên Chúa trên trời bình an xuống thế cứu người thiện tâm, thì người ta đã đi ngang cái con đường đó. Người ta đã đang đi ngang cái con đường làm trời, đi ngang cái con đường làm trời để mà người ta sống một cuộc đời sống thiện tâm là tốt rồi, không sao hết. Còn mình là mệnh danh đệ tử Phật, mình nhắm mình có còn cho ta bánh vẽ không mà mình đi đi trời đã gửi không biết bao nhiêu tin tưởng đâu gửi vô vậy đặng cho tôi đã phá đạo khác, không có, tôi không hề đụng tới cái đạo khác. Bởi vì mỗi đạo nó có cái hay riêng của người ta, trừ ra cái đám mà quá khích khủng bố đó thì tôi mới nói thôi. Cho nên thưa với các vị, trong cuộc đời này mình phải có ý thức. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà nói về cái phiền não đây, phiền não thị đạo tràng đây.
Đến chỗ này tôi xin trích dẫn cái bài kệ của ngài Trương Chuyết, là cái vị này là một ông tú tài. Một hôm mà đến hỏi với thiền sư Thạch Xương Khánh Chư á, hỏi đạo với thiền sư Thạch Xương Khánh Chư, Thạch Xương thì bị thiền sư Thạch Xương hỏi lại. Hỏi chỗ này, tôi nói cho anh em huynh đệ biết á, tôi mới vừa nói hồi nãy là Huyền Đăng Thượng Sư là buồn rồi, bây giờ tôi nói cái chỗ này nè. Tôi nói như vậy bây giờ để tôi minh chứng cái chỗ này là cái ngã, cho nên nó không có buồn nè. Khi mà ngài Trương Kiết tới hỏi thiền sư Thạch Xương về đạo, thì thiền sư Thạch Xương mới hỏi ông tên gì. Thì ngài Trương Kiết mới nói là con tên là Trương Kiết. Thì ngài mới liền, thiền sư Thạch Xương mới hỏi là trong đây cái xảo còn không có, huống là có chiếc. Ta kia chưa? Thật ra hồi nãy tôi có nói Huyền Đăng là hoàng riêng cuốn sao hết. Đăng không có thì có đâu quyền. Quyền không có thì có chi đăng. Nếu mà tôi là một ông thiền sư coi như đắc đạo, tôi nói vậy là còn giận dữ nữa à. Mà đằng này tôi nói lại một chút vậy mà Huyền Đăng là cái tên gì mà bị cái bản ngã nó chi phối chứ. Nếu nói là Huyền Đăng là tên của cha mẹ đặt ra lúc còn mới sanh ra mấy ngày còn vỏ quẹ á, thì tên nó có thật không? Nó Huyền Đăng là cái tên khi mà mình vào đạo, được mình quy y, được cái pháp danh có thật không? Hoặc là Huyền Đăng là cái gì mình tôn trọng, cái danh từ đó mình tự mình lấy cái biệt hiệu của mình, thì nó có thật không? Và thị chữ pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì Huyền Đăng với Hoàng Điên nó cũng đâu có cái gì đâu mà sợ hãi, mà nó là không tôn trọng. Cái gì nó cao thì nó bắt nguồn từ cái thấp, cũng như ngu thì trí thì nó bắt nguồn từ cái ngu, thì điên thì nó mới đi lên tới cái tỉnh, thì có gì đâu mà vội phiền trách. Cũng như đó, bây giờ tôi nói cái chỗ phiền não tức bồ đề bao nhiêu đó thôi thì thấy là chưa đủ cái danh từ thượng sư rồi đấy. Đã là thượng thì nó không có động chứ. Còn ngọn cỏ mấy giọt nước đáy mà ngọn cỏ rung rinh thì làm sao mà gọi là bát phong suy bất động như cái kiểu của ông Tô Đông Pha với Hòa Thượng Phật Ấn. Tô Đông Pha nghĩ rằng là mình thông minh, mình là đỉnh đạt, mình là người hiểu biết. Cho nên nói là tôi bây giờ là bát phong không có động, lợi si quỷ dự cơ xương khởi lạc không động. Thì ngài Phật Ấn mới viết có cái chữ niệu thôi. Thấy cái câu kia hay quá, ngài Phật Ấn trả lời có chữ niệu thôi, thì ông này ông sức mồ hôi rồi, ông qua ông đôi cãi rồi. Đôi cãi thì ông Phật Ấn mới nói rằng, ủa ngài nói bát không tám ngọn gió lớn mà ngài không động, mà sao có mấy giọt nước đáy, có giọt nước đáy thôi mà ngọn cỏ nó rung rinh vậy thưa ngài. Mình đang nào là hỏi về bồ đề vô thượng, bồ đề vô thọ này kia nọ, mà mới có cái tên giả danh mà dịch ngược lại là giận sao? Bởi vậy tôi có tật, tôi hay chọc ghẹo chơi vậy đó. Ai buồn thì buồn chơi vậy đó. Mà khi mà buồn chơi thì để tỉnh chơi, giận rồi tỉnh, thì cái đó mới gọi là thượng sư, mới gọi là ngọn đèn quyền trong sáng. Ngọn đèn đen mà tỏ, chứ không phải bạch đăng. Bởi vì trong đêm đen mà ngọn đèn tỏ sáng thì mới gọi là thượng sư. Trong cái phiền não, trong cái vô minh hắc ám, trong cái rừng thẳm của tối tâm mà có một chớp ánh sáng để cho người ta nương tựa thì mới gọi là thượng sư. Cho nên ngài khi hỏi tên gì, nó dạ tôi con tên là Trương Chiết, thì ngài liền nói rằng là cái xảo còn không có, huống là chiết. Bởi vì chữ chiết có nghĩa là vụng, chữ xảo là khéo. Thay vì đó là Trương Xảo là cái ông này khéo, còn đằng này ông tên là chiết là vụng, thì cái khéo còn không có thì có chi cái vụng.
Ở đây sảo cũng không thì làm gì có vụng. Nghe câu đó thì ngài Trương Kiết ông sụp xuống, ông ngộ đạo, ông làm một bài kệ: Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não tùng tăng bệnh, thu hướng chân như tổng thị tà, tùy thượng chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử thị không qua. Ngộ đạo liền, đặt một bài kệ ngộ đạo. Thì thiền sư Thanh Từ dịch như thế này: Quang minh tịch chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung nhà ta, một niệm nhất sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động thì bị mây lòa, đoạn trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như cũng là tà, tùy thuận các duyên không chướng ngại, niết bàn sanh tử thảy không qua. Rồi cái bài này tuyệt vời lắm, để minh chứng cho cái câu mà phiền não thị bồ đề. Mà cho tới thiền sư Huyền Giác á, ông ngộ cái kinh này, ông còn gọi là cái câu là bất cầu chơn bất đoạn vọng. Như vậy thì cái bài này chắc tới đây rồi nó phải đợi một kỳ học nữa, nó tuyệt vời lắm. Tôi tính là cố gắng bữa nay nói cho hết mà rồi không hết được rồi. Không hết được. Thôi thì hoan hỷ rằng bài này học một một kỳ nữa. Nó tuyệt vời lắm. Bởi vì đối với tinh thần đạo Phật, nó không lìa cái thế gian giác, mà gọi là bất ly thế gian giác. Bỏ thế gian mà đi cầu đạo thì giống như là đi tìm cái lông rùa sừng thỏ. Hay lắm. Thôi, hơn 1 giờ đồng hồ rồi, tới đây mình nghỉ là vừa đi. Mà thứ bảy mình gặp tiếp, chứ cái bài này hay tuyệt vời lắm. Đoạn trừ phiền não tùng thêm cái bệnh. Đoạn trừ phiền não là thêm thêm cái bệnh, mà xu hướng chân như thì lại là tà. Thôi, thứ bảy mình học tiếp nha. Xin quý vị luôn luôn hoan hỷ. Lời nào được cho nó lọt vào lỗ tai, lưu lại để mà mình tư duy quán chiếu. Lời nào mà không vừa lòng vừa ý, dạy gì mình bỏ vô ý thức của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.